Người ta ấy gọi là gì? Con lớn mà không có khôn, mang bằng tiến sĩ giáo sư mà tởm, phát ngôn thì tởm. Chắc bằng giáo sư giống bằng giáo sư con cuồn cuộn. Giáo sư danh dự, giáo sư một trong 8 trường mà được liệt vào danh sách not giá trị, no giá trị của Mỹ. Giáo sư thấy ghê. Giáo sư mà ngồi trước cộng đồng, giáo sư ngồi trước cộng đồng vác cái chữ giáo sư mà lại bảo là hoa hậu là mấy con điên. Thế thì những cái người nào mà chấm giải hoa hậu vả vào mồm cho cá cho tỉnh, mấy cái người nào chấm giải cho mấy bà hoa hậu ấy, hoa hậu Việt Nam này, hoa hậu Hoàn Vũ chẳng hạn, vả vào mồm con già đấy cho nó tỉnh. Đi lấy mấy bà gì 3 điểm với 5 điểm, lấy mấy con hoa hậu về, mấy con điên về suốt ngày đòi mua túi hơ mẹt. Lạy cu, tôi chiều nay vừa xem xong thấy bất kinh. Đúng là cái loại vừa xấu vừa xa vừa gato vừa bẩn thỉu. Ôi dồi ôi, nhìn đầu tóc thấy ghê chửa, đầu đuôi thì mết mốt, da thì nám sạm, mặt thì bì, khiếp, thấy tơm. Xem quả giảng viên với cả giáo viên cái gì gì giáo sư khiếp, phát ngôn thì ghê, chắc mua bằng rồi mấy mẹ. Giảng viên với giáo sư gì mà lên mạng bảo cái lũ, úi trời ơi. Gớm. Biến đi Đặng Linh ơi, tao nói bậy xưa nay quen rồi. Mày về hỏi bố mẹ mày có nói bậy không? Tiến sĩ mà thì ghê, thật sự bị ghê. Xong rồi là cái gì? Cái lỗ, nói đến cái lỗ. Thấy thật sự sợ luôn đấy cả nhà. Mới xem đoạn clip đấy, ngồi trước bao nhiêu sinh viên ung thủ, lạnh cụ. Rồi ơi bảo chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là bây giờ đàn ông giờ nó khôn rồi, nó không ngu. Lạy hồn. Có biết mấy bà hoa hậu người ta toàn trình độ đại học với cả đại học ngoại thương không mấy má? Hoa hậu nó có nhiều dạng hoa hậu mấy mẹ. Hoa hậu mương, hoa hậu ao làng, hoa hậu chính thống, hoa hậu đại diện cho đất nước. Mấy bạn hoa hậu ấy, ví dụ bạn gì thì Lương Thùy Linh à, học gì đấy, ngoại giao đấy, tiếng Anh như gió. Rồi gì Đỗ Mỹ Linh, toàn những hoa hậu học giỏi. Người ta là học trường đại học danh tiếng đàng hoàng, ngoại thương ngoại thức đàng hoàng. Không tu à trang lại chửi rồi lốc luôn. Mọi người thấy đúng không? Hoa hậu thì cũng có rất nhiều người có trình độ học vấn rất là cao. Không thể giống mấy cái người ta ít học mà đi ngồi nói chuyện con này con kia được. Gớm giọt. Lại cụ, cái gì phải nói đúng. Đi lên trên mạng xã hội, ngồi trước bao nhiêu sinh viên mà lại bảo là ai lấy cái lỗ. Eo sợ quá, ngôn ngữ sợ quá. Tôi nói tục chửi bậy thấy thấy tôi kinh không? Kinh. Nhưng mà giáo sư tiến sĩ mà nói kiểu đó thì còn kinh một vạn lần. Mẹ chỉ có gato ghen tị. Tôi có chơi với mấy bà hoa hậu đâu. Tôi đâu có chơi với bà hoa hậu bao giờ đâu. Nhưng mà tôi thấy nói nó bị gọi là vô lý, hiểu không? Gớm. Tôi xin lỗi các bạn nhé.
các bạn nào là nữ, các bạn nào là nữ, là con gái, từ tầm bé ai mà không mơ mình là hoa hậu? Các bạn nói là không có, là các bạn xạo. Trong tất cả những ai là con gái thì ai trong cuộc đời cũng mơ mình là một, là lớn lên mình trở thành hoa hậu. Còn con trai thì luôn luôn mơ mình là hoàng tử. Chẳng qua ấy, lớn lên ý thức được, nhận ra rằng là mình quá xấu về nhan sắc, mình quá lùn về chiều cao, mình không đủ tự tin mình đi thi hoa hậu thôi. Gớp. Chứ lại có tí nhan sắc là da trắng đẹp một tí, ai chả mơ làm hoa hậu, đúng không các chị? Mặt chị thâm nhiều thế thì chị bị mụn đấy em, Nguyễn Huỳnh Trinh. Gớm chết. Tôi đây này, từ bé đến lớn này, chả có thi hoa hậu, mẹ thì cũng mua một cái về đội đây này. Đấy, tôi nói thật, tôi cũng hoa hậu mắm tôm chứ bộ. Đấy, chả đậu chả điếc gì. Cặp hồi xuân 1.415.000 em. Ai trong cuộc đời mà chẳng mê mình làm hoa hậu một lần? Đây này, trời ơi, hoa hậu mắm tôm. Đấy, thì tôi hỏi các chị. Gớm chết. Đây này, cũng cái cúp cái kiếc vớ vẩn, vớ vẩn cuộc đời, ai chả mơ thế này. Chị ơi, ngày xưa em chỉ mơ làm công chúa thôi, mà lớn lên xấu quá nên thôi. Dạ, thi đây non nắp bạc là 895.000 chị. Mẹ có vương miện luôn nữa kìa. Cái vương miện này là tao là vương miện là hoa hậu gà mắm tôm đấy. Mẹ xin lỗi đời quá đen nhé. Chờ tí lấy cái đầm dạ hội cho mà xem. Ôi dồi ôi, cuộc đời là quá đen. Đấy, mặc thử cái đâm này chẳng hạn, hoa hậu mặc thử cái đâm này chẳng hạn. Đấy, thấy không? Ví dụ như đây, cũng hoa hậu đàng hoàng. Đấy, đâm chưa mất cắt mác, chưa mặc nhé. Này, đầu chưa cắt mác luôn. Gơm. Đây, cũng hoa hậu chứ bộ. Thấy không? Tôi hỏi mấy bà đây, tôi mặc thử cho mấy bà rồi. Đấy, cũng hoa hậu đàng hoàng. Đấy, thấy chưa? Cũng như ai, trang điểm làm tóc xóa tóc cũng như ai. Thấy chưa? Mấy ba mấy má cứ chê. Đấy, bớt chê hoa hậu đi nha mấy má. Người ta đã gọi là được bao nhiêu người chấm rồi, trừ mấy cuộc thi gọi là rởm rởm không nói. Người ta hoa hậu, ví dụ hoa hậu Việt Nam, hoa hậu Hoàn Vũ là những cuộc thi danh giá. Kính em đang đeo có bán anh 530.000. Đừng cứ chửi, nói cứ đúng. Ôi xử mấy cái này này, mua đầy, Thái Lan đầy. Và sau đây, tôi xin trao lại chiếc vương miện cho người kế lia. Đó. Ở ngoài đẹp hơn trong hình, vâng em cảm ơn.